Đây nè mọi người, đây là cái hộp dâu mà mình mới mua hồi chiều. Đây, đây là dâu Nhật size trung 250g nha, là 115.000, ship 15.000 là 130. Ở đây mình có như đây 4, 1, 2, 2, 4, 5, 2, 2, 20 trái nha mọi người, 20 trái nè. Đó, thấy ngon không? Giờ mình khui ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gỡ cái hộp dâu này ra nha mọi người. Dâu này uống rất là chặt. Còn em mùi dâu cơm mới lại từ trưa tới giờ. Đây. Rồi ở đây là người ta uống bằng một cái lớp ni lông. Cái này là bằng nhựa nha. Đây là bằng nhựa nè. Uống một lớp ni lông. Ôi ôi, mùi dâu ngọt quá. Chua này mọi người, mình để từ trưa tới giờ mà không bỏ trong tủ lạnh nè, cho nên là giờ nó bị giống như vậy nè. Trái nhìn ngon lắm nha, là một trái nè. Đó. Trái đó đẹp ha. Quá chừng ngon luôn. Có mấy trái nó hơi bị là tại vì mình không bỏ tủ lạnh, mình để ở ngoài. Mình ta lịch sự không? Ta nhét từng miếng lên vậy đó. Có trái dâu nè. Mê ha. Mình mua trên mạng đó mọi người. Nông trại xanh nha. Đó, đẹp chưa? Xuất sắc mọi người ơi. Mình ăn thôi nha. Đây có sơ lại nha. Xuất sắc, xuất sắc. Rồi mời mọi người nha. Nó hơi chua chua. Tốt hơn. Ăn cái nữa rồi. Xin mời, xin ăn không ngừng luôn. À, cái người ta lót nè. Này miếng mút để cho cháu đừng có bị dập á. Mình nghĩ ăn sáng này là nó sẽ giòn nha.
tại mình để ở ngoài không có tủ lạnh, nó hơi mềm. Cái này thơm quá, cái cuốn nè. Chua chua ngọt ngọt, xong mấy cái hạt này nè, mấy cái hạt của dâu đó. Nó giòn, khui ra ăn luôn nha mọi người. Mọng nước chưa? Chỗ này nó bị hư miếng rồi, cắn chỗ này ra. Cầm vậy ăn mới đã nè. Vô hơi chua 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 ít à. Nghe nói là ăn cái này trắng răng, chà răng. Nhà mình không có tủ lạnh để này, mai chắc nó hư quá. Ăn hết 20 trái dâu luôn. Ồ, cái này là người ta cắt các bạn. Dùng kéo người ta cắt nè. Cái cuối là cắt ngang đó. Đúng lắm, đúng lắm. Thử ra ươm dâu coi được không?
cái vỏ dâu đó bỏ lên khăn giấy, đem đi phơi cho nó khô lại. Trái này nó bự. Cái hạt dâu nó vàng quá không? Cái này cũng hơi bị dập một chút, nên mình cắt cái phần này xong mình bỏ xuống thêm giấy một ba phần. Dâu ngon lắm mọi người ơi. Bye bye. À, địa chỉ mua dâu mình sẽ comment ở bên dưới các bạn coi comment nha.